Quay trở lại với kênh Yên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì đến với chương trình Cách Nói Yêu Thương hôm nay, Yên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm một nửa của mình. Và sẵn đây Yên Quỳnh cũng xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Những anh chị tham gia chương trình Cách Nói Yêu Thương đã rất là nhiệt tình. Và hôm trước Yên Quỳnh có giới thiệu với cả nhà với chương trình hội viên gặp gỡ ngày chủ nhật. Yên Quỳnh vô cùng cảm ơn những anh chị tham gia chương trình Kết Nối Yêu Thương trong nhóm hội viên đặc biệt ngày chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2023 đã thành công rất là tốt đẹp. Các anh chị trên khắp thế giới, tất cả các nước luôn, các anh chị Việt cô đơn thì có dịp gặp nhau trò chuyện rất là vui. Tuy là đây là lần đầu tiên Uyên Quỳnh mở ra chương trình này nhưng mà cảm thấy khá là hài lòng với kết quả đạt được. Uyên Quỳnh cảm thấy mình đã mang được một chút xíu nào đó niềm vui, sự ấm áp đến cho các anh chị tham gia chương trình. Và với chương trình này Uyên Quỳnh sẽ duy trì mỗi tháng một lần cho các anh chị sẽ gặp nhau ca hát, đọc thơ, kể chuyện cười. Uyên Quỳnh xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh Uyên Quỳnh. Tuy nhiên là chương trình sẽ mỗi tháng gặp gỡ giao lưu trực tiếp một lần, nhưng mà mỗi tuần vào ngày chủ nhật các anh chị sẽ có dịp tương tác trực tiếp với nhau, có thể trao đổi hỏi thăm nhau. Uyên Quỳnh xin chân thành cảm ơn sự yêu thương và ủng hộ của các anh chị. Uyên Quỳnh hy vọng rằng chương trình này sẽ ngày càng lớn mạnh hơn. Và bây giờ Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nha. Ok, em chào anh ha. Dạ, dạ chào chị. Bây giờ mình bắt đầu hả chị hả? Dạ. Dạ, dạ chào chị Uyên và chị một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên người thân. Và chào các quý vị đang theo dõi cái YouTube channel Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ. Được một ngày vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Rồi mình cũng xin giới thiệu luôn là mình tên Lộc Võ, sinh năm 1971 và hiện tại sống và làm việc ở Ohio. Hiện tại là anh đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại là bây giờ mình cũng đang công việc làm gọi là người mình nói vui là nắm tay gái hái ra tiền đó chị. Anh làm công việc đó được lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi chị, là cũng trên 20 năm rồi. Anh qua Mỹ bao lâu rồi? Dạ mình qua Mỹ viện hai người anh đi vượt biên năm 79 đó chị. Thì bảo lãnh gia đình thì gia đình được đi qua Mỹ năm 92. Lúc đó mình cũng mới 21 tuổi thôi. Thì qua đây thì cũng giống như cũng hơi lỡ lỡ rồi. Bây giờ này, cho like su pai 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 say dog bảo vệ cho quý vị cho trước tên sau. Bấm 07-222-5577. Hãy phát triển hôm nay. Mới đầu thì đi làm cái hãng may đồ đó chị. Giống như mình may kiểu dây chuyền đó. Thì trước khi đi qua Mỹ thì cũng là có người thì đi học tóc, làm tóc, cắt tóc, có người học may quần áo, có người thì học thợ bạc, cắt cái. Thì nên mình nghĩ là thôi chắc để chắc đi học may đi qua bển, ví dụ may quần áo này nọ đồ. Mình nghĩ thời đó ở Vinh Việt Nam thì may quần áo sơ mi các kiểu đồ nó thịnh hành đó. Cái mấy anh mấy người coi mấy cái hãng mà may cũng được 1-2 năm xong rồi cái mới đi qua, thì ở đó thì cái lương nó cao hơn. Thì cũng làm ở đó thì cái tiệm đó như nó cũng không có thành công trong cái kinh doanh. Thì bắt đầu cái nó mới lay off thì bắt đầu mới nghỉ. Thì bên cạnh đó thì giống như cái có lẽ là cái mình phải gắn bó lại cái công cái cô em nhỏ hơn mình 1 tuổi thì là đã đi làm neo trước đó cũng 1-2 năm rồi. Thì cái người bạn của ông anh á cũng đi qua đây lâu rồi, đi lúc mà giải phóng đó thì cậu đi thì cậu làm tóc cho những người Mỹ không à. Cậu mới nói người anh là du kêu em du đi học neo đi làm tiền giá cao lắm. Thì cái ông anh mới kêu cô em gái đi trước thì thấy cũng ok. Thì cái thời đó là năm 90 khoảng 96 đó chị, thì ở cái tiểu bang lạnh á thì nói chung là cái neo nó chưa có thịnh đâu, móng bột đó chị thì nó chưa có.
chỉ là những cái tiểu bang như Cali này nọ đâu, người Việt Đông thì mới có, đó là thì có cái cũng ở dưới cô lên đó thì anh mở tiệm thì cô em làm cho ảnh, ảnh training làm ở đó. Thì tới khi mà mình bị thất nghiệp thì bắt đầu anh chủ đó anh cũng thương, anh kêu thôi em đi đăng ký học nail đi rồi đi làm vô đây anh dạy cho. Thì được lay off, bị lay off chứ không phải được lay off, bị lay off lúc đó năm 96 đó, thì bắt đầu mới đi 97 đó chị. Mình đó chắc kỳ cụ dữ à ha. Mình cũng cũng thờ thôi chị, cũng làm ok này nọ chứ mình cũng không dám mà mình nói mình giỏi giang gì, mà nói chung là mình cũng có sự tỉ mỉ, tại vì ban đầu là mình học may đồ đó chị. Thì cái tỉ mỉ, cái kiên nhẫn thì nó cái công việc này nó cũng thích hợp với mình. Nên mình làm mà mình tỉ mỉ được, khách được cũng thích. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình anh như thế nào? Dạ mình đã ly dị, có một đứa con gái thì bây giờ là được 19 tuổi. Thì sau khi ly dị thì con gái thì ở với lại mẹ. Xong rồi chỉ có mấy năm gần đây thì mẹ mua đến ở lại cái nơi của mình để nó tiếp tục nó học và đại học. Tại vì khi mà nhỏ thì chị ở cái nơi đó vậy, nó đâu muốn đi chỗ khác đó đâu. Nên thì bắt đầu nó về nó ở chung với mình rồi được mấy năm đây nè. Thì bây giờ là tháng 8 bắt đầu tuần tới nữa đó là được vô năm đại học năm thứ nhì. Là bây giờ chỉ có hai cha con ở với nhau thôi. Vậy đó. Dạ. Yeah. Nhưng mà rồi lý do thì sao anh với bà xã trước chia tay? Dạ thì nói chung cái chuyện hôn nhân thì nói chung là đổ vỡ thì nó cũng có nhiều cái lý do. Nên ở đây mình không muốn nói là giống như lỗi ai, mình không muốn đề cập tới cái vấn đề đó. Thì giống như tới lúc nào đó thì nó không thích hợp nữa thì mỗi người một đường đi thì nó thoải mái hơn. Chứ mình sống chung mà mình không cái gọi là hạnh phúc, mình không được cái vui vẻ mình. Sau khi chia tay với bà xã anh tới nay khá lâu á, chắc cũng có quen vài cô hả? Dạ thì nói chung khi mà chia tay rồi thì nói chung cũng mình mới đầu mình cũng chưa nghĩ tới giống như là quen một mối tình mới. Tại vì mình thấy nó tự do đó chị. Thì lúc đó thì một thời gian thì mình cũng thấy là tự do, bên cạnh tự do thì bắt đầu nó đổi lại là bắt đầu nó cái sự cô đơn nó đến. Và khi ban tối mình về mình chỉ có một mình thì thật ra là mình đó là cái cuộc sống của gia đình mình ở đây á. Chỉ biết là cái ngành nail của mình thì là bạn bè rất là nhiều, nhưng mà mình á thì là khác. Mình không có bạn gì, bản thân của mình đó là mình không có uống rượu, mình cũng không hút thuốc luôn. Mà ngành nail là cuối tuần thì là bạn bè ơi tập hợp với nhau rồi bắt đầu là nhậu chơi, nhưng mà mình không có cái đó thì mình không có thích hợp với lại cái môi trường vậy. Tại vì mình không uống thì mình tới người ta ép mà mình cũng không có uống thì mình cảm thấy không có giống như enjoy đó. Thì nên mình không có bạn bè nhiều, mình chỉ là khi mà còn mà vợ chồng sống chung nhau là mình chỉ có đi làm mình về rồi giống như lo cái cuộc sống gia đình giống như là nấu nướng ăn uống này nọ đó. Thì nói chung là mình cũng không phải là nấu ngon nhưng mà cũng có nhiều người bạn thân cũng đã tới mình cũng cho ăn thử thì họ cũng thích những cái món mà mình nấu. Tại vì nấu ăn nói chung là đứa cái con tới lúc từ nhỏ là mình nấu ăn, là mình nấu ăn chứ bà xã thì không có vấn đề mà bếp núc như mình. Người đàn ông đảm đang nên cái sở thích của mình là mình chỉ thích về giống như là về ẩm thực đó. Là giống như con từ nhỏ là cứ lúc nào nấu ở nhà thì nấu cũng thông là đưa đi nhà hàng, cứ đi nhà hàng này nhà hàng kia các vậy đó. Nên mình cứ thích ẩm thực và mình thích ăn đồ ngon vậy. Mình quen là có thể là từ hồi nhỏ là gia đình được cho được có điều kiện cho mình được cái những cái giây phút như vậy nên mình quen. Thì cái đó là mình cứ thích ẩm thực là mình thích ăn ngon. Cái tánh mình á không biết có phải là kén là không, nhưng mà giống như mình ăn á là mình ăn ngon mình thích. Chứ còn mà ăn mà giống như cho đỡ đói á thì
làm cái mình không thích vậy. Mình thích ăn là mình phải enjoy chứ không phải mà giống như ăn cho mà cho đỡ đói, cái kiểu đó là khác nữa. Giống như đỡ đói là khi nào mà trong công việc đói quá không có gì ăn á, là ăn đỡ miếng bánh miếng kẹo, thì cái đó là giống như là để mà ra tiếp tục chiến đấu. Chứ còn mà đi khi mà có thời gian rảnh mà để đi ra mà ăn đỡ cái gì không, mình không thích vậy. Ăn rồi như vậy là anh phải nấu ăn mỗi ngày cho mình hả? Dạ, mỗi ngày mà là mình nấu rồi. Có lúc bây giờ á thầy, có lúc mình nấu cái món đó đó chị, thì cho 2 ngày thí dụ vậy, rồi đứa con mà nó không có muốn ăn thì muốn đi ăn ngoài thì là mình đưa đi nó ăn ngoài vậy đó. Cưng con ha. Ủa, con dạ. Anh là con gái hay con trai? Dạ, con gái chị. Anh rồi anh nghĩ là ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm à, mình không biết là, mình nghĩ chắc ưu điểm chắc có lẽ là không biết là mình nói là mình là tỉ mỉ, mình gọn gàng, ngăn nắp, thí dụ vậy. Cái tính của mình đó là cái người đàn ông hay là phụ nữ cũng vậy, ở trong nhà hay đi ra ngoài đường ăn mặc đẹp đẽ gọn gàng thì trong nhà nó cũng phải giống như vậy chị. Chứ mình không thích là đi ra bên ngoài mình diện lên rồi vô nhà là cái nhà giống như là dục tùm lum tùm la. Mình không thích vậy. Mình thích phải gọn gàng. Thì cái đó không biết là mình gọi là không biết ưu điểm hay là cái khuyết điểm. Mà cái đó có lẽ có người thì nghĩ là khó khăn quá hay là gì, nhưng mà mình nghĩ cái đó chắc cũng không phải là khó khăn lắm đâu. Giống như mình kỹ tính, mình tạo cho cái thành một thói quen cho nó gọn gàng, chứ đừng có bừa bãi, mình không thích. Rồi, giống như khi mà một cái món đồ đó ai muốn sử dụng cái đó, khi lấy cái đó phải trả về cái chỗ cũ. Tại vì sao? Thí dụ như người này sử dụng, cái người khác người ta cần thì lấy xong phải trả lại. Ví dụ bây giờ mình để đó, người khác dùng, dục chỗ khác, rồi bắt đầu khi mình cần mình trở lại cái mình không có, cái mình phải đi kiếm, mình cảm ra mình bực bội, mình không thích vậy đó. Mình phải coi nó có cái nề nếp chút xíu, thí dụ vậy. Rồi anh nghĩ khuyết điểm của mình là gì? Chắc là nãy giờ đang kể ra hả? Cái đó chắc dạy quá, chắc dạy quá. Anh rồi. Nhưng mà anh nói đi. Dạ mình thì mình nghĩ là mình là dạy chứ mình là thích cái cuộc sống chỉ là gia đình thôi, chứ ít khi nào mà chỉ có là bạn bè thân mời đi sinh nhật cái gì thì mình đi thôi, chứ mình không có mà giống như cuối mỗi tuần xong cái đi làm về cái lại nhà bạn bè ăn chơi ăn nhậu, mình không có đó. Từ xưa giờ là mình chỉ có đi làm rồi mình về nhà, là mình muốn lúc nào mình muốn gia đình nó có một cái bữa cơm gia đình, vợ chồng con cái ngồi quanh bên nhau ăn uống giống như nói chuyện vui vẻ. Nhưng mà có lẽ mình không có được may mắn được cái những cái giây phút như vậy nên mình phải chịu thôi. Rồi bây giờ anh muốn tìm người bạn cho mình, anh muốn người đó như thế nào? Dạ cái người phụ nữ mà bây giờ mình muốn làm bạn thì nói chung là cũng mình phải có những cái suy nghĩ nó cũng giống nhau thì mình có thể là mình mới đi hết cái quãng đường còn lại đó chị. Chứ mà giống như không có giống thì nhiều lúc mình cũng hơi khó mà giống như cùng đi hết cái quãng đường. Thì giống như là mình đi ra ngoài đường bên trong cũng vậy, mình cũng thích cái người phụ nữ là giống như make up này nọ, cái đi ra mình thích như vậy lắm. Mà chứ mình không phải là mà cái con kia nó đi ra ngoài sao diện chi vậy, nhìn thấy không. Mình thích là đi ra ngoài ăn mặc đẹp đẽ, make up này nọ đâu, mình thích lắm. Rồi về nhà thì cũng phải vậy, giống như là cùng nhau mà mình không phải giống như là mình về cái mình ngồi mình coi tivi, mình chơi game hay gì cái mình
bắt cái người vợ làm gì không. Cái tính mình không, mình không có có đòi hỏi như vậy. Về là giống như chị biết là cái công việc này thì đa số nếu mà cùng nghề với nhau phải là làm đa số là 6 ngày một tuần, thì về mình biết là người nào cũng mệt mỏi, thì giống như thời gian mình cũng không có, thì về giống như một người một tay, ví dụ như chồng làm này vợ hát kia, và lại vợ làm này chồng giúp cái kia, chứ không phải một người ngồi chơi còn người ấy này nọ rồi. Thì có làm chung nhiều lúc mình thấy cảm thấy giống như anh tay em tay, mình thấy nó hạnh phúc cùng nhau đóng góp chị. Chứ còn mà một người xây dựng mà một người lại là diễn dơ vậy đó, thì mình thấy cái hạnh phúc là phải là do sự xây đắp của hai người. Bây giờ nói một cái thí dụ, bây giờ chị xây một cái bức tường, một người để gạch lên thì một người kia phụ hồ, còn một người để gạch lên sắp xếp, người kia lại là không cùng lại tô hồ, và lại giống như lấy cục gạch đẩy qua đẩy lại phá rồi nó rớt xuống. Ở chị thì khi nào chị mới được một cái bức tường? Không thể nào, phải là hai cái bàn tay mình xây dựng thì mới có được cái cuộc sống hạnh phúc gia đình được. Chứ không thể nào mà một người làm một người ấy. Mà cái người phụ nữ mình thích, mình sống với chung với nhau là mình phải có cái thật thà trong đó chị. Cái thật thà, cái niềm tin và cái sự tôn trọng nữa, nó quan trọng nữa, cái sự tôn trọng. Tại vì theo mình thấy mình, tại vì mình sống ở Mỹ cũng lâu rồi, cũng từ năm 92 tới giờ cũng là đã là hơn 30 năm rồi. Thì ở đất Mỹ mình thấy là cái người phụ nữ được đề cao. Rồi một số phụ nữ Á Đông mình được sống ở cái nơi tự do. Rồi cái sự tôn trọng nó không có, mình không thích vậy đâu. Giống như là mình muốn người ta tôn trọng mình phải tôn trọng người ta. Chứ mình đừng nghĩ là đàn ông ở Mỹ là sếp sau cùng, nên phụ nữ lúc nào cũng trên hết. Tôi trẻ, tôi đẹp là anh cần tôi chứ không phải tôi cần anh. Là muốn sao muốn, mình không thích vậy. Vợ chồng là mình phải có sự tôn trọng với nhau chị. Giống như là vợ chồng sống chung chắc chắn là phải có cái sự cãi vã, cái đó là chắc chắn phải có, không thể nào mà mình không có. Mình đâu phải là tiên là Phật đâu mà không có chuyện đó. Nhưng những cái lúc mà giống như xung đột như vậy, mình phải biết kiềm chế, mình nói những cái lời nói nào nó phải đừng làm tổn thương tới người khác. Chứ mình đừng có nói là nói cho đã miệng rồi tới đâu rồi tới. Tại khi mà cái lời nói mình nói ra rồi á, nó làm tổn thương người khác á, thì nó không được tốt đẹp. Bởi vậy lý do tại sao mà cái ông bà già xưa mình ưa nói là kiểu mà nói ra phải uống lưỡi 7 lần. Mình không phải là đòi phải uống lưỡi tới 7 lần. Nhưng mà khi xung đột mình phải biết kiềm chế cái bản thân mình. Chứ mình đừng nói quá rồi sau đó để tổn thương cái người kia. Rồi thí dụ anh một người mà anh muốn làm quen á, anh có nghĩ là cô ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Tuổi gì thì mình không có ngại phải đòi là cái người phụ nữ phải trẻ này nọ. Tính mình là mình muốn sống với nhau, tại vì mình đã đổ vỡ một lần thì muốn sống với nhau là sống hết cái con đường còn lại, giống như là cùng nhau làm việc rồi rảnh rỗi đi chơi đi du lịch. Nên cái người phụ nữ là mình cái tuổi mình già là cỡ 40 mấy cho tới cái tuổi của mình là lớn hơn mình 2 tuổi mình cũng không ngại nữa chị. Mình là ok đó, chứ mình không có cái quan điểm là về năm mày ước em hai mấy tuổi mình không thích dạng mà mày ăn liền chị. Mình thích là cái món ăn đó là mình phải ăn cho lâu dài, chứ không phải mình ăn mày ăn liền. Mình không, mình làm cái suy nghĩ mình khác, mỗi người có một cái suy nghĩ. Mình không thích vậy. Mình thích là cái người phải sống với mình cái hết cái đường còn lại, chứ không phải là mình giống như mà thay áo. Không, quan điểm mình khác, mình không thích vậy đâu. Nên cái tuổi là cỡ 40 mấy, tại vì trẻ hơn nữa mình cũng, tại vì sao mình nghĩ tại sao là mình không thích trẻ hơn nữa? Tất nhiên trẻ hơn là cái suy nghĩ hơi khác. Cái thứ hai nó khi người trẻ hơn, người ta phải cần phải có một đứa con, thí dụ vậy. Mà bây giờ chị nghĩ đi, bây giờ mình tuổi 50 mấy rồi, mình đâu có thích, mà giờ mình phải
tới xe ngừng lại phải mở cửa ginh nguyên cái rổ ra, mình đâu mình không còn sức để làm như vậy đâu chị. Không phải là mình nói mình tại tại không còn sức, nhưng mà tại sao cái tại thời gian mình còn lại đó mình không cùng nhau để mình enjoy cái thời gian còn lại đi, giống như là vợ chồng đi du lịch chơi, đi nơi này nơi nọ, rồi đi tối ví dụ đi nhà hàng cuối tuần, đi ra nhà hàng ăn uống ngồi nói chuyện vui quý vị. Tại sao mình không sử dụng cái thời gian mình vô đó mà mình phải quay về cái mấy chục năm, mười mấy 20 năm trước mình đã từng trải ra qua, mình ngán cái vụ đó lắm rồi. Nên mình ngán cái vụ đó là tại hồi xưa khi mà mình 3 tuổi đó chị, thì đi làm cái mấy cái chị mà làm chung á, chị nói ê con mày nó lớn vậy sao mày không có thêm đứa nữa đi để cho nó có nó buồn. Nó chị nghĩ sao bây giờ ngừng lại là tôi unlock cái cửa là tự động nó biết leo xuống, nó đi ra rồi. Chứ bây giờ mắc mới vậy tôi, giờ tôi phải ginh, tôi phải đi ra sao, tôi mở cửa tôi ginh nguyên cái rổ đi vô nhà hàng vậy thôi. Tôi nghĩ là tôi bận lắm mà tôi không có thể mà muốn như vậy đó đâu. Tại vì mình nghĩ là không phải là mình như vậy không, nhưng mà khi mình có một đứa con mình phải có trách nhiệm rất là nhiều chị, chứ không phải là ô cứ đẻ ra đi rồi lúc đó rồi tính sao tính không rồi bỏ bê mình không thích vậy. Mình phải có nó thì mình phải lo cho nó đầy đủ ăn uống này nọ, nó lụm hết, bây giờ thêm đứa nữa phải cắt đôi gì biết không, đôi khi nó ăn chưa đã nó đâu muốn đâu. Cái này anh cũng muốn enjoy, muốn hưởng thụ phải không, muốn đi du lịch đây đó là dạ. Muốn không muốn mệt đúng không? Thí dụ rồi sao bây giờ này lỡ yêu con nào rồi, chưa có chồng chưa có con rồi sao, cô ấy muốn có con rồi sao? Không muốn mà kết hôn với lại cái cô nào mà có tuổi nhỏ tuổi, bảo đảm dưới 40 là người ta phải muốn có một đứa con rồi chị. Nên bởi vậy mình không có nhu cầu mà giống như phải kiếm những cô vợ trẻ hơn. Không, rồi bây giờ cỡ từ 40 mấy trở lên tới cỡ tuổi tuổi như mình, thì mình nói đa số đi thì cũng có những cô giống như là cũng gãy đổ giống như mình, thì con họ cũng lớn, thì là họ cũng đâu có nhu cầu mà để có con nữa đâu. Thì không. Họ cũng em muốn hỏi thí dụ lỡ rung động với cô mà chưa có gia đình rồi sao, cô ấy nói ôi bây giờ em muốn có con rồi sao, nếu mà lỡ rung động vậy rồi sao? cái ca này như hơi khó, nhưng mà chắc có thể là chắc cũng mình cũng phải kiếm sao mình cũng giải thích thí dụ như vậy ok thì ấy, chứ thôi mình cũng không thể mà rung động quá mà mình làm cái những cái chuyện mà mình không nên. Nhiều lúc nếu mà cô đó giống như ok với mình, cảm thấy cô đó hài lòng với mình, thì nhiều lúc mình sống chung mình cũng hạnh phúc đâu nhất thiết phải có một đứa con đâu chị. Chị nghĩ có thể là đúng không, có nhiều cặp vợ chồng họ cũng không có con mà họ cũng vẫn hạnh phúc nha. Anh rồi à, con anh như thế nào, có ủng hộ anh đi tìm người bạn mới không? Anh nói ủa có ngày nào đó ba có girlfriend ok không con? Con anh nói thì ok không có gì hết ba. Dễ thương mà không? Nó cũng nói là cái cô phải thương ba nha. Anh ở Việt Nam, quê anh ở đâu? Chở thật ra ở Sài Gòn, là sống ở Sài Gòn chị, sinh ra lớn lên ở Sài Gòn, nhưng mà quê của ông bà nội ông bà ngoại thì ở Bến Tre chị. Rồi mỗi lần anh về quê thì anh sẽ ở đâu, ở thành phố hay ở quê Bến Tre? Dạ ở Sài Gòn thì về Việt Nam chơi thì ở Sài Gòn, tại vì bên đó là cũng còn hai người chị ở Sài Gòn đó chị. Thì lúc mà đi thì ba mẹ có còn để một cái nhà lại đó, thì có một bà chị thì ở tiếp tục cái nhà đó, thì về cứ ở Sài Gòn thôi. Rồi mà ở quê thì không có ai, chỉ có về quê thì giống như thăm mồ mả ông bà thôi vậy. Rồi cha mẹ thì cũng mất từ lâu rồi, nên là cũng chôn ở dưới đất nhà dưới Bến Tre luôn đó chị. Rồi ở Bến Tre có nhà cửa gì đó không? Có ai ở đó không? Dạ cũng có hồi chuyện đời giống như ông bà chết hết thì nói chung ở bên ngoại thì cũng còn đó, rồi người chị cũng đứng tên là đất ở bên ngoại đó chị. Rồi anh về Việt Nam thường không?
Dạ không chị, khi hồi xưa còn độc thân á thì đi chơi giống như hai mấy năm về trước á thì đi về thường, mà bây giờ sau khi lập gia đình thì không có đi thường nữa, chỉ có là vài lần sau đó, rồi cho tới mãi cái lần sau khi mà ly hôn xong á, ly dị xong thì tới 2016 á thì là mình có đi đi về đó chơi lúc mà lần sau cùng là 2016 đó chị. Cũng khá đông ha. Rồi Dạ. chiều cao của anh là bao nhiêu? Dạ chiều cao là khoảng chắc mình đó là khoảng nếu mà tính mét là khoảng 1 mét, chắc mét 63 64 đại khái vậy chị. Mà làm một cái công chuyện gì đó mình phải làm cho đàng hoàng chị, chứ mà cái người mà nhận công việc đó mà làm mà giống như là mẫu, khi mà mình coi xong mình thấy không được á, mình không thích, làm là làm phải cho nó đàng hoàng chứ đừng có làm ẩu tả, thì mình không thích. Nên ngay cả từ cái đó mày, ngay cả vô trong khi mà nấu ăn, một cái món ăn cũng vậy đó chị, khi mình nấu một món ăn gì á, là mình phải chuẩn bị đầy đủ thì mình hạ máu, chứ đừng có nấu, có một số người giống gì không không được tiện, đôi khi là không có được tiện để đi tới chợ phải lấy cái đó hay gì, món đó chỉ thiếu món thứ phải đi mua mất công, rồi ở lục độ nhà có gì nấu đó. Mình khác, khi mà mình muốn nấu là mình phải cho đầy đủ, tại vì mình ăn uống là mình muốn nó ăn cho, mình phải nấu cho đàng hoàng chứ không phải có gì nấu gì đâu, phải có sự hấp dẫn đó. Chứ đôi khi mà cái món ăn mình gọi đó mà mình nhìn thấy không có hấp dẫn đó, thì nó không có lôi cuốn cái người kia. Bò kho mà nói bò kho chị đưa qua cũng cái màu nó mét chằn, chị thấy chị đâu có gọi là, nếu mà cái người mà dễ ăn thì khác ok, nhưng mà không biết là cái món đó nó ngon hay là không, nhưng mà chị nhìn qua cái sự thu hút quá, miễn sao ăn là ok, khỏi nấu là ok, nhưng mà cái mình nó vô máu mình từ lúc nhỏ, mình ăn đồ ngon mình quen rồi nên ăn ngon. Má mà má là phải gốc người miền Tây, mà chị là bà già nấu ăn ngon dữ lắm, mà chỉ tiếc là lúc mà mình còn trẻ, còn độc thân chung, mà mình thời đó mình còn độc thân, mẹ mình nấu mà mình đâu có làm gì đâu, nên tiếc khi bà già mất đi rồi mình có gia đình, bắt đầu mình nấu, rồi đầu mình nghĩ nghĩ những cái món mà xưa bà già nấu, mình tiếc bây giờ đâu có ai dạy đâu, giờ chỉ có YouTube dạy mình thôi à. Trong hôn nhân, trong tình yêu có phải là người lãng mạn không? Có yêu chiều vợ con mình không? Oh, cái mình là người là có máu lãng mạn lắm chị, mà lãng mạn và giống như không phải gọi là lãng mạn, gọi là giống như nó quá lố, giống như là quỳ xuống, giống như đưa chiếc nhẫn, anh đồng em đồng lý, ý lấy anh hôn ông, cái đó là thì nó hơi hơi quá, mình không làm được cái chuyện đó. Nhưng mà cái lãng mạn của mình đó là nó không phải quá chớn đó, mình thích khi mà mình yêu một người chị, là mình thích mình làm cái điều gì cho cái người đó họ vui, mình thích tạo những cái sự ngất cái gì bất ngờ cho cái người người yêu đó, mình thích lắm, mình mà nên cái máu gọi là lãng mạn á, là mình thích lắm. Hồi xưa là chị biết mình lúc mà mình mới quen cái người vợ cũ đó, mình về ở bên Việt Nam, mình về mình đám cưới mình lãnh qua, thì khi mà mới quen đó rồi về dẫn con tay đi ăn này, chợ chỉ biết là mình chỉ kể một cái chuyện nhỏ thôi, là mình tặng cho cô ta cái phone, cái thời xưa là chưa có iPhone đâu chị, có iPhone ra đâu, thì mà mình cũng nghiên cứu rồi kiếm mấy cái phone mà nó lạ này nọ, thì mình tặng cô ta, mình cũng mua cái mượn cái sim á, rồi của cô ta mình nói mình mượn để mình xài, thì mình về mình lắp vô trong cái phone đó, rồi mình mời đi ăn, rồi mình gói quà mình mới dẫn đi ăn, đưa tới một cái nhà hàng đó mình ăn, rồi xong rồi cái mình mới lấy cái phone của mình ra, mình gọi rồi mình tặng cái quà, mình nói rồi đó, anh nghe tiếng phone đó, thì cái anh cái kêu cái cô ta cũng lấy quay ổn, thì cái mình đưa cái túi đó ấy thì cô ta mở ra, cái đó là cái phone trong đó. Thì nói chung là mình nói một cái thí dụ nhỏ thôi, cái lãng mạn mình thích dữ lắm, mình chỉ biết là có những cái mình thích, giống như là giống như không có bận rộn con cái, mình thích là ở nhà giống như hai người mình nấu ăn, mình nấu một cái món ăn gì đó chị, mình dọn lên bàn, mình để bông hoa đèn cầy đèn, giống như mà nó dạng như nhà hàng này nọ đó, là mình thích những cái không gian như vậy dữ lắm.
rồi mình ngồi ăn uống hay chỉ có hai người với nhau, rồi mở những cái nhạc mà giống như không lời này nọ đó chị, là mình thích những cái không gian như vậy dữ lắm. Rồi mình thì mình cũng thích là đi biển nha, đi biển giống như là hai người nắm tay đi dạo buổi sáng, đi trên bờ biển như chị, đi nắm tay đi dọc theo bờ biển về đó, rồi dọc dọc theo đó rồi tới nơi nào đó mình ngồi xuống ngồi nghe cái sóng biển nó dập dìu chị, là mình thích những cái giây phút như vậy dữ lắm mà mình chưa được. Ok, em rất là vui nói chuyện với anh hôm nay nha. Em hy vọng rằng sau video này anh sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Anh chào khán giả giùm em. Dạ, Lộc cũng hân hạnh là được lên cái YouTube channel của chị Nguyên Huỳnh Cuộc Sống Mỹ. Lộc chúc cho quý khán giả trong và ngoài nước Mỹ một ngày được vui vẻ, hạnh phúc và an lành trong cuộc sống và thành công cuộc sống. Dạ, chào quý khán giả và chào chị. Dạ, bài anh chúc anh ngày mới tốt lành nha. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Dạ, chào. Xin quý vị hãy gọi ngay cho luật sư Pius Pius Empires với số 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Xin xem thêm chi tiết các báo Florida và website luậtsutainan.com. Tai nạn, dù lỗi hay phải, dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, luật sư Pius sẽ giúp quý vị sửa xe, mướn xe, tiền nghỉ làm, tiền bồi thường và vân vân. Luật sư Pius trên 35 năm kinh nghiệm, nhiệt tình, uy tín, không thắng kiện, không lấy tiền, tham khảo miễn phí, phục vụ toàn tiểu bang Florida.